Xin chào quý bạn đang theo dõi video. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc camera của hãng iMau, mã nó là A32 EP Chur, và đây là nhóm sản phẩm Ranger 2 32K. Và đây là cái hộp sản phẩm và chiếc camera. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chiếc camera này là chiếc camera 32K. Và đây là chiếc camera các bạn nhé. Đây, chiếc camera nhỏ gọn này. Chiếc camera này lắp trong nhà và không chịu được mưa nắng này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn các tính năng của chiếc camera. Tính năng của chiếc camera này thì là cắm điện kết nối wifi. Đây. Đây là chiếc camera này, logo hãng, và đây là chiếc camera. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn tính năng. Độ phân giải của chiếc camera là 32K và chuẩn video H265. Làm thoại hai chiều, quay quét trái phải lên xuống. Theo dõi thông minh và chế độ riêng tư, xem ngày đêm và phát hiện chuyển động, phát hiện dạng con người và khu vực báo động và đặt lịch báo động và phát hiện âm thanh lạ và kết nối wifi và báo về điện thoại. Hay lưu trên cloud, hay trên thẻ nhớ, hay trên đầu ghi. Đây là mình giới thiệu các bạn tính năng của chiếc camera. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong của chiếc camera có những cái gì. Các phụ kiện ở bên trong vỏ hộp của sản phẩm mã A32EP Chur này thì gồm có một bộ dây sạc nguồn 5V và dây nó cầm cỡ khoảng 2 m, dây dài nhé, USB. Đây, cổng cục nguồn 5V. Và đây là cái tấm dán để chúng ta dán lên các bề mặt, chúng ta bắt vít sao chuẩn với chân đế. Và đây là quyển sách hướng dẫn lắp đặt và cài đặt của chiếc camera A32. Và đây là bộ vít này. Đấy. Và đây là cái chân đế để chúng ta gá camera và lên các bề mặt. Đây là mình đã mở hộp cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cách thiết kế của chiếc camera. Đây là chiếc camera A32 này. Đấy, mặt trước là logo của hãng này. Và đây là mắt camera. Và đây là đèn báo tín hiệu. Và khu vực quay thì trái quay phải là khu vực trên này. Đấy, quay trái quay phải này. Đây là khu vực quay lên quay xuống của chiếc camera. Và đằng sau của chiếc camera thì có khu vực loa và rắc cắm dây lan và rắc cắm nguồn của chiếc camera. Đây là khu vực lắp chân đế và phần tem sản phẩm để giới thiệu về cái modem và cái serial của sản phẩm và lắp chân đế của chiếc camera. Đây, khu vực đấy. Và khu vực lắp thẻ nhớ và nút reset thì các bạn cầm camera như thế này và chúng ta sẽ gạt mắt camera lên và chúng ta sẽ nhìn thấy khu vực nút reset và khu vực lắp thẻ nhớ. Và ở ngay khu vực lắp thẻ nhớ có phần ảnh của hãng in ra để cho các bạn lắp sao cho chuẩn với cái thẻ nhớ. Đây là mình đã giới thiệu cái thiết kế và mở hộp cho các bạn xem chiếc camera này bên trong có những gì. Và bây giờ mình với chiếc camera này thì các bạn có thể lắp trên trần, trên tường hay để bàn. Và lưu ý thì các bạn khi các bạn lắp ở trên các vị trí khác nhau thì chúng ta sẽ có các kiểu lắp khác nhau. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt chiếc camera này nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ đi lấy camera ra, mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Đây là cái chân đế của chiếc camera này. Đây là khu vực lắp chân đế này. Đây, cái chiếc camera này thì các bạn có thể lắp trên chân. Và khi chúng ta bắt vít vào cái đế rồi, và chúng ta khi bắt chặt cái đế rồi thì các bạn lắp camera và nó ngược như thế này. Và chúng ta sẽ xoay kim đồng hồ là chúng ta khóa cái chân đế và cái camera nó giữ được với nhau. Và lưu ý thì các bạn khi lắp trên chân ấy, thì các bạn phải lưu ý là có cái chỗ dấu dây thì chúng ta sẽ bắt thẳng cái chân đế này lên trần luôn. Còn nếu các bạn lắp ở trên tường hay lắp trên trần mà lắp ở trên trần mà chưa có dấu dây thì các bạn sẽ nên phải mua một hộp kỹ thuật để chúng ta có cái hộp kỹ thuật nó sẽ có chức năng dấu dây cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn cái hộp kỹ thuật là có chức năng dấu dây và chúng ta lắp trên tường. Đây, mình sẽ lấy cho các bạn.
xem cái hộp đấy là nó như thế nào. Đây là cái hộp kỹ thuật hình chữ R, có nhiệm vụ là chúng ta lắp ở trên tường. Thì cái đế này nó sẽ lắp ở cái bề mặt này, và cái hộp này có chức năng là giấu dây và tối ưu góc quay khi lắp chiếc camera ở trên tường hay trên chân. Nếu trên chân chưa có chỗ giấu dây thì chúng ta cũng có thể dùng cái hộp này, chức năng giấu dây luôn và tối ưu góc quay. Và khi lắp cái đế thì vào cái hộp kỹ thuật này thì chiếc camera nó sẽ quay ngược như thế này các bạn nhé. Và chúng ta vặn chặt và chức năng khi chúng ta sử dụng cái đế này, nhiệm vụ là giấu dây và tối ưu góc quay của chiếc camera. Mình đã giới thiệu cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách lắp đặt của chiếc camera khi lắp ở trên tường như nào, lắp trên trần như nào. Và lưu ý thì các bạn, nếu các bạn lắp ở đề bàn thì chiếc camera các bạn chỉ cần cắm điện kết nối wifi là chúng ta sẽ xem được chiếc camera ở trên điện thoại. Còn ở lúc trước mình đã hướng dẫn các bạn cách trên tường và trên chân các bạn. Và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần giới thiệu các tính năng và mở hộp sản phẩm và hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và cách lắp đặt camera ở trên trần, trên tường nó như thế nào cho nó chuẩn. Và quý bạn cần tư vấn, cần lắp đặt thêm về chiếc camera A32EP-R này thì các bạn comment, nhắn tin Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đã theo dõi video. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo. Và các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay. Và các bạn cần tư vấn, cần hỗ trợ thêm về những chiếc camera iMount hay Zenfone hay các hãng khác thì các bạn comment, nhắn tin Zalo ngay ở bên dưới với mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.